Trên màn hình trình chiếu ở sân khấu, lúc thì chúng ta cần mở clip, lúc thì cần để backdrop, lúc lại cần chỉnh một đoạn nhạc, trong khi những thứ đó nằm ở vài ba thiết bị một lúc. Để giải quyết điều đó một cách nhanh gọn và chuyên nghiệp, VGA Suite là người bạn thân thiết của những người phụ trách trình chiếu ở sân khấu. Đây tạm hiểu là bộ chuyển, là một thiết bị có nhiều cổng vào và cổng ra để chúng ta có thể lấy dữ liệu từ nhiều nguồn một lúc. VGA có thể từ 1 đến 2 đến rất nhiều ngõ vào, được đánh số 1, 2, 3, 4. Dữ liệu đưa vào input được lấy từ DVD, laptop, máy tính bằng cáp VGA thông thường. Sau đó, dữ liệu được đưa ra thiết bị trình chiếu thông qua cổng ra. VGA Suite thường có cổng audio đi kèm từng input, cho phép chúng ta có nhiều đầu vào thiết bị âm thanh tương ứng với đầu thiết bị lấy hình ảnh. Tùy vào số thiết bị đầu vào mà chúng ta sử dụng VGA Suite sẽ có cổng phù hợp, ít nhất là 2 cổng và nhiều nhất là không có giới hạn. Tất nhiên, giá thành thiết bị cũng tỷ lệ thuận với mức độ phức tạp của nó, thấp nhất là khoảng trên dưới 200.000 đồng đến vài triệu đồng.